Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Kon Tum anh chị em nhé. Nay em lên cho anh chị em 6 chiếc bếp ga anh chị nhé, 6 chiếc bếp ga em còn đúng 6 chiếc thôi. Bán nốt cho anh chị em nhé, giá thì rất là hợp lý thôi. Đấy, một chiếc bếp men, đấy, tất cả 6 chiếc là đều mặt men anh chị em nhé. Mặt men hết nhá, những chiếc như này nhá. Đấy, dọn test thì ok hết rồi. Anh chị em về chỉ có sẵn cắm ga vào là xài thôi. Cắm ga vào là xài thôi anh chị em nhé. Đấy, những cái bếp như này thì về cắm ga là xài thôi, em đã chỉnh xanh lửa rồi. Tất cả mọi chức năng hoàn hảo anh chị em nhé. Con số 1 giá là 1,7 triệu anh chị em nhé. Số 1 giá là 1,7 triệu. Con này là Boloma IO 801 VL. Đấy, IO 801 VL. Đây, ngoại hình thì bếp đây. Đó. Ngoại hình bếp đây nhá. Bếp được sản xuất tháng 3 năm 2013. Đấy, tháng 3 năm 2013 anh chị em nhé. Thì đây là toàn bộ ngoại hình của bếp, thì em chuyên về những cái hàng bếp này thì em bán chuyên về hàng giá rẻ thôi. Đấy, hơn 1 triệu một con thì là gọi là bếp là nấu được tất cả mọi chức năng ok anh chị em nhé. Đấy, còn nếu mà bếp đẹp long lanh sáng như con này thì đẹp long lanh luôn. Đấy, không một điểm trừ thì nó rơi tầm khoảng 3,1 triệu, 3,2 triệu. Thì đây là em bán có nửa tiền thôi. Đấy, có nửa tiền thôi thì cho anh chị em, những anh chị em là phù hợp với những anh chị em là điều kiện kinh tế bình dân nhé, điều kiện kinh tế là bình dân và xài những con bếp như thế này là quá ok rồi. Đó, ở đây thì những con này thì nó có sẽ có những cái vết như thế này. Đấy, đấy nó có vết, nó chảy ký lên này hoặc là móp như thế này. Đó, thì nó có những cái ngoại hình nó như thế thì giá nó thành là sẽ rẻ anh chị nhé. Đấy, đây là bên trong lò nướng này. Đấy, lò nướng thì sạch đẹp nhá. Đấy, lò nướng thì sạch đẹp nhá anh chị em, không phải tan nữa rồi. Thì bếp là đã được dọn rồi, bếp dọn sẵn rồi, anh chị em cứ yên tâm. Thì bếp này mua, tất cả các dòng bếp này mua thì đều phải chuyển khoản trước cọc giúp em từ 200 đến 500 thì em đi ship hàng đi nhá. Và giá trên là em bán là con số 1 này. Giá số 1 giá là 1,7 triệu, đã bao gồm phí vận chuyển, tặng cho anh chị em một đôi pin và một chống chuột. Tặng cho anh chị em một đôi pin và một chống chuột anh chị em nhá. Rồi, con số 1 giá là 1,7 triệu nhá. Tiếp theo là bếp số 2. Bếp số 2 là con này đời cao hơn kia một xíu nhá. Con này giá là 1,9 triệu, đã bao gồm phí vận chuyển và tặng pin cộng chống chuột nhá anh chị em nhá. Con này là IC800BR Paloma nhé. Hôm nay em bán toàn Paloma thôi anh chị em ạ. Toàn Paloma thôi. Nút nhấn hết nhá. Toàn bộ nút nhấn hết nhá. Đó, con này thì đẹp hơn như con kia xíu. Con này được sản xuất tháng 2 năm 2015 anh chị em nhá. Tháng 2 năm 2015. Con này là mặt đen. Đấy, con này mặt thì còn đẹp đây. Cho anh chị em chứng ngưỡng cái mặt này. Đó. Chén chiếc thì đã vệ sinh ok hết nhá. Anh chị em có thể chỉ có cắm ga và dùng thôi, những con này là cắm ga và dùng thôi, cắm ga vào là dùng thôi, không phải làm gì nữa nha. Rồi em chỉnh xanh hết rồi, viền hông sơn xiếc rất là ok nhá. Đấy, lò con này đây, sạch đẹp chưa. Đấy, lò thì bao ok rồi, bao xịn sò rồi. Đấy, vì là bếp đã dọn hết rồi nên anh chị em có thể sẵn cắm ga và dùng thôi. Giá số 2 1,9 triệu anh chị em nhé. Đấy, mọi chức năng an toàn đều có nhá. Thì những con bếp này chức năng của nó là gì? Chức năng của nó là chống tràn, anh chị nhỉ, chống cháy nồi anh chị em nhé. Khi mà anh chị em cái này nó đã đạt được điện nhiệt độ 200 độ C thì nó sẽ tự ngắt anh chị em nhé, tự ngắt nhá. Chẳng hạn như cái anh chị em kho cá kho thịt mà quên á thì nó sẽ khi mà cạn nước á là tự nó động nó ngắt cho anh chị em rồi. Đấy, khi mà anh chị em quên khóa ga nhá, bếp sẽ tự ngắt luôn. Quên ga, bếp tự ngắt, thổi lửa, tắt lửa khi lửa mà nó tắt á, khi lửa mà gió này, gió nó tạt, nó tạt nó tắt lửa thì nó tự động nó sẽ khóa ga luôn cho anh chị em nhé, chức năng rất là an toàn. Đấy, con này tất cả đều đánh lửa bằng pin anh chị em nhé. Rồi, con số 2 giá 1,9 triệu bao ship và tặng cho anh chị em một chống chuột và một đôi pin nhé. Rồi, tiếp theo bếp số 3 anh chị em nhé, bếp số 3 thì giá là 1,6 triệu. Đó, bếp số 3 giá là 1,6 triệu anh chị em nhé. Bếp mặt men toàn bộ. Nào, mặt đây, mặt mũi con này cũng còn sáng sủa nhá, men nhá. Đó, mặt mũi còn ok. Chia lửa này nó bằng đồng nhá, cái chia lửa này bằng đồng nhá, để khỏi sợ hư. Đó, chia lửa thì cũng rất là ok, nó bằng đồng mà. Đây, mặt mũi đây. Hôm nay thì sơn thì nó không được đẹp bằng những con kia. Này, chắc một tí. Con này sản xuất tháng 10 năm 2013. Nói chung là thùng bếp này để lên bếp thì chả quan trọng một cái sơn đâu. Đó, em nói thật, nhà em chồng nó chỉ
chỉ thế thôi, em không cần đẹp lắm đâu. Đẹp quá để làm gì đâu, bởi vì cái này là chỉ để dùng với bếp ga mà, bếp từ thì mình cần đẹp chứ bếp ga thì không quan trọng lắm, cứ rẻ là em chơi. Con này thì lò nướng hơi xấu nhá. Đấy, cái khay nướng chứ không phải cái lò, cái này do là chưa vệ sinh nhá. Đấy, cái này quên chưa vệ sinh này, nó kiểu nó nướng á, nó dơ ở trong đây thôi nhá, để mai em cho lính vệ sinh qua đi là sạch sẽ thôi. Đấy, nhưng mà giá thành thì con này thì ok, bởi vì sao, được cái mặt đẹp, con này được cái mặt đẹp. À, con này được cái mặt đẹp nhá, con này mặt rất đẹp nhá, mặt con này đẹp này. Mặt men con này đẹp, đẹp hơn những con kia, nhưng mà giá chỉ có 1,6 triệu thôi. Số 3 giá là 1,6 triệu anh chị em nhá, đã bao gồm phí vận chuyển và tặng cho anh chị em một đôi pin và chống chuột anh chị em nhá. Đấy, giá em đưa ra rồi. Tiếp theo số 4 là một con Baroma nữa, con này cũng hiệu là IC80BE7R nhá, Baroma nhá, nút nhấn hết. Hôm nay em chỉ có Baroma thôi. Baroma là một thương hiệu rất là lớn của Nhật Bản nhá, nó nổi tiếng hơn Zinai nhá. Zinai là ở Nhật, ở Việt Nam mình chuộng nhất là hai dòng Zinai và Baroma. Nhưng mà ở Nhật Bản á thì dòng mà xịn sò nhất là dòng Baroma chứ không phải Zinai. Zinai là đứng sau thôi. Rồi con này sản xuất tháng 3 năm 2014 nhá. Có chảy sơn tí này. Đó. Đây là mặt này. Mặt thì đây có bị chóc đầy tí xíu thôi, không ảnh hưởng. Với con mặt rất đẹp. Con mặt thì ok. Chia lửa chia nước ok hết. Đấy. Cái này nó bằng đồng nhé. Cái này nó bằng đồng nhé. Lưu ý là cái này nó bằng đồng. Đó. Baroma nhé. Lò nướng xanh sạch đẹp nhá. Đây, lò đẹp. Con này giá là số 4. Giá là 1,7 triệu, đã bao gồm phí vận chuyển và tặng cho anh chị em một đôi pin nhé. 1,7 triệu nhé. Đấy, bao chỉnh lửa xanh nhá, anh chị em về cắm ga lửa không xanh thì em làm cho nó xanh thì thôi. Đấy. Em sẽ hướng dẫn, nếu mà anh chị em về mà kiểu như ga thì anh chị em to quá thì anh chị em cứ gọi cho em. Em sẽ hướng dẫn anh chị em từ A tới Z chỉnh lửa làm sao cho nó xanh nhá, đơn giản thôi. Đó. Rồi số 4 giá 1,7 triệu bao ship nhá. Số 5 cũng giá 1,6 triệu thôi. Con số 5 này cũng là IC800BR nhá, 800BR. Con này con số 5 giá là 1,6 triệu anh chị em nhá. Đấy, tất cả mọi chức năng đều hoạt động hoàn hảo. Con này sản xuất tháng 7 năm 2011 này. Đấy, kiềng kiếc rồi tất cả mọi thứ đều ok nhá. Đấy, mặt bếp thì như thế này. Nó hơi cấn nhẹ nhá. Cấn nhẹ thôi chứ không có bị ấy nhá. Đây. Đây, hai bếp. Đấy, chứ không có bị bung ra nhá. Đó. Mặt con này cũng còn là khá đẹp. Lò nướng này, con này inox. Bên trong lò nướng này sạch sẽ nhá. Bên này gọn test ok hết rồi mới bán mà. Rồi số 5 giá là 1,6 triệu, đã bao gồm phí vận chuyển và tặng anh chị em một đôi pin và lưới chống chuột nhá. Đấy. Đấy. Giá này anh chị em đừng có đòi hỏi em là bếp phải đẹp như mới hoặc là như thế này như thế kia là không có anh chị nhá. Bởi vì những cái hàng bếp này là bếp dọn thôi. Bếp bên em dọn cho sạch sẽ, đẹp đẽ, đảm bảo cho anh chị em đến tay anh chị em xài ok. Tất cả mọi chức năng đều hoạt động full nhá. Chứ còn không có phải là bếp như ở trong thùng bóc ra thì là không có. Giá này thì không có bếp đó nhá. Đấy, anh chị em phải đắp thêm một triệu sáu nữa thì mới được con bếp như thế. Như thay vì anh chị em mua một con bếp như thế thì anh chị em nên mua cái bếp như thế này. Chức năng nó mọi thứ tất cả đều như nhau. Đấy, anh chị em là không quan trọng ngoại hình thì như thế này là quá ok rồi. Đấy, 1,6 triệu thì anh chị em đắp thêm 1,6 triệu nữa anh chị em mua hai con có phải ngon hơn đâu. Rồi tiếp theo một con cuối cùng vẫn là Baroma. Đấy, IC800BR và dòng Baroma này rất ít lỗi anh chị nhé, rất ít lỗi. Đấy, con này thì mặt đây, mặt mũi đây. Đấy, mặt mũi cấn nhẹ này nhá. Đó, đây nữa. Đó, mặt như thế này. Nhưng mà nó cũng là xài ngon là được. Con này sản xuất tháng 11 năm 2011 anh chị nhé. Nói chung là nó ngon, xài còn ngon anh chị nhé. Đó. Đây. Lò này. Lò nướng này. Sạch đẹp nhé.
lớn thì sạch đẹp rồi, anh chị em cứ thế mà sử dụng thôi. Đó, đặt lò nướng này. Cái này á, anh chị em lưu ý nhá, rút thì anh chị em cầm hai cái tay rút thì em nhé, em có một tay rất là hơi khó rút nhá. Đấy, nó hơi khó rút một xíu nhá. Đấy, đóng vào thế, đóng vào thế, đóng mạnh vô là nó vô thôi. Đây, em có một tay thôi. Số 6, giá là 1.600.000 anh chị em nhé. Giá là 1.600.000, vẫn là 1.600.000 anh chị em nhé. Đó, con này thì giá này thì rất là hợp lý rồi. ICR 800BR, con này cực kỳ ít lỗi luôn, bền, dã man luôn. Đó, giá là 1.600.000, đã bao gồm phí vận chuyển mà tặng thêm cho anh chị em một đôi pin và một lưới chống chuột nhá. Anh chị em nào có nhu cầu về bếp ga này thì alo vào số điện thoại giúp em nhé. Số điện thoại em là để phần tiêu đề video. Thì anh chị em nào có nhu cầu cứ alo. Đấy, mua hàng thì đặt cọc trước cho em từ 2-500 nhé. Cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video của em, nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh ủng hộ nhé. Chào anh chị em ạ.